Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 276 Tần Sương nhíu mày, vẫn chăm chú xem, như thể muốn xem phá chiêu thuật che mắt của người ta, nhưng khi mục liền diễn xong, nàng cũng không thấy điều gì. Tiếp theo là gì? Bước tiếp theo của Phật Liên ở đâu? Tần Sương không thể chờ nổi phần diễn tiếp theo, liền hỏi cô nương áo xanh. Cô gái áo xanh nói, tiếp theo, đó là một chiêu thân pháp tuyệt diệu, gọi là Linh Sơn vô ảnh. Tần Sương trợn mắt, cô gái áo xanh tiếp tục nói, trong A Tỳ địa ngục có rất nhiều cách trừng phạt, phải vượt qua hòa kiều và cả mũi tên nữa, có tới 49 mũi tên. Thanh ly sư phụ phải tránh được 49 mũi tên mới được. Tần Sương chớp mắt, Quay sang nhìn Tần Hoàn, cái này là cách che mắt như thế nào? Tần Hoàn nhẹ giọng nói, cái này không cần che mắt, mà cần thân pháp nhanh và tính toán chuẩn xác. Tần Sương kêu A, à, một tiếng, chưa kịp quay đầu lại, đã thấy mọi người đứng lên, hóa ra mục liền bắt đầu diễn mũi tên. Tần Sương vội kéo Tần Hoàn đứng lên, như vậy mới có thể nhìn thấy sân khấu biểu diễn. Khói trắng bỗng bốc lên, màn sân khấu lớn lại thay đổi một bên vai phụ la sát môn vẫn gầm rú như hung thần, từ đó, chiếc áo trắng của mục càng thêm trang nghiêm, nàng vẫn lẩm bẩm và trước mặt nàng, hỏa kiều trên cao bỗng kéo xuống một cây xích sắt, cùng lúc đó, trên sân khấu cũng rơi xuống vài cây xích sắt. Chờ một lát, những xích sắt này chính là chỗ đặt chân của thanh ly sư phụ, nàng không thể rơi xuống đất. Cô gái áo xanh vừa nói xong, tần sương lập tức trợn mắt, không những không thể rơi xuống đất để dẫm lên hỏa kiều trên cao, mà cũng không thể bị mũi tên bắn trúng, quả thực là một thử thách. Tần Hoàn đang suy nghĩ, bỗng thấy mục liền nhảy lên, tiến gần tới xích sắt, nàng nhẹ nhàng điều chỉnh lại người và đứng trên xích sắt, mà xích sắt thì rất lòng lẻo, mục liền, căn bản không thể dùng sức toàn thân. Đúng lúc này, từ trên sân khấu, hô hô bắn ra ba mũi tên bắn lén, mọi người đều cảm thấy hồi hộp, và lúc này, Mục liền lại một lần nữa bay lên không trung thân pháp nàng nhanh nhẹn như bóng ma chỉ nghe thấy vài tiếng leng keng vang lên mấy mũi tên bắn lén đều nhằm vào xích sắt mà nàng đang đứng mọi người nín thở vì mục liền bỗng nhiên lại có ba mũi tên bắn nhanh ra giống như đuổi theo mục liền lúc này thân hình mục liền đã nhảy lên không trung khi có mũi tên tới nàng không thể không buông xích sắt trong tay chỉ còn cách hướng tới xích sắt tiếp theo mà rơi xuống trong lúc phóng đi ba mũi tên bắn lén đã bay qua vai mục liền tần sương hít một hơi cúi đầu nói có phải nàng đã tính toán được thời gian và vị trí của mũi tên không tần hoàn gật đầu tần sương chăm chú nhìn lên sân khấu lại nói nếu nàng tránh quá nhiều thì sẽ bị giả nếu tránh quá ít thì sẽ dễ bị thương thật sự không dễ chút nào tần hoàn chỉ kêu ân một tiếng mà không nói tiếp không chỉ riêng tần hoàn mà mọi người cũng không có thời gian để nói chuyện. Triều Linh Sơn Phi ảnh này thật sự rất nhanh nhẹn, nàng biết rõ ngay sau đó mũi tên sẽ đến như thế nào, lại còn phải tính toán hướng đi, căn thời gian chính xác để né tránh, tạo ra một dáng vẻ như bị mũi tên đuổi theo. Nếu nàng trong lòng sợ hãi thì có thể sẽ không cử động, nhưng nếu như vậy thì sân khấu sẽ rối ren, còn nàng thì sẽ không đạt được mục đích. Còn lại mười mũi tên cuối cùng Cô gái áo xanh bỗng thấp giọng nói, mọi người không khỏi mở to mắt, chỉ thấy mục liền đã bay lên từ giữa hòa kiều, nhưng nàng chỉ dẫm lên xích sắt một chút, rồi lập tức nhảy thẳng tới cuối hòa kiều. Cũng chính là lúc này, hàng loạt mười mũi tên bắn ra tứ tung, ngay quanh mục liền, mọi người ngừng thở, chờ cho mục liền thực hiện hai vòng lộn mèo và dừng lại ở xích sắt cuối cùng, mọi người mới thở phào một hơi, rồi lập tức vang lên tiếng hô hào cổ vũ. Tần Hoàn nhìn sân khấu trên với âm thanh cũng cảm thấy phấn khích. Thực sự, lúc này nhìn còn cảm động hơn cả khi nàng xem mẹ mình biểu diễn lần trước. Âm thanh cổ vũ kéo dài không dứt, nhưng Tần Hoàn bỗng nhận ra có điều không ổn, đứng ở hòa kiều cuối mục liền lại bất động, theo những gì nàng đã thấy lần trước. Cuối cùng mục liền còn có một đoạn diễn nữa, rồi mới cứu mẹ thành công. Khi Tần Hoàn cảm thấy điều kỳ lạ, bỗng nhiên âm thanh từ mục liền trên sân khấu phát ra sau đó nàng rơi thẳng xuống sân khấu trong nháy mắt âm thanh cổ vũ trở nên thưa thớt và dừng lại tất cả mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ai cũng cảm thấy có điều không ổn người phản ứng nhanh nhất chính là những hung thần ác sát họ tụ tập quanh mục liền hoảng loạn kêu la trong khi bên sân khấu nhạc công cũng hoảng loạn không khí trên sân khấu trở nên hỗn loạn người đến người đến đây Thanh Ly sư phụ đã chết. Khi tất cả mọi người đang bị cảm xúc kinh hoàng lan tỏa, không biết ai bỗng nhiên hét lên. Chỉ một tiếng hét đó, toàn bộ bữa tiệc mừng thọ của Dụ Thân Vương lập tức hỗn loạn. Dụ Thân Vương nghe thấy liền hoảng hốt vài tiếng, tay run rẩy chỉ lên sân khấu. Chí Nhi. Chí Nhi. Được rồi, được rồi, phụ vương ngài hãy ngồi yên, ta sẽ đi xem ngay. Yến thị đỡ Dụ Thân Vương ngồi xuống một cái xoay người liền đi về phía sân khấu còn yến ly đang ngồi ở vị trí chủ cũng không thể nào ngồi yên ngay lập tức cũng đứng dậy yến chỉ theo sau yến ly từ cẩm châu trở về hắn vốn đã nhạy cảm với cái chết thật sự không thể tin rằng thanh ly lại đã chết sao lại như vậy không phải là thấy nàng trúng mũi tên sao tại sao lại chết chết một cách đẹp đẽ như vậy sao đừng hoảng đại gia đừng lo lắng trước tiên hãy ngồi xuống Thế tử đã đi kiểm tra, đại gia không cần sợ. Dụ Thân Vương thấy bệnh cũ sắp tái phát, đại tổng quản trong phủ vội vàng đứng dậy, hét lớn một tiếng, mọi người lúc này mới có động tĩnh, Tần Sương ngồi bên cạnh Tần Hoàn, ánh mắt dõi theo sân khấu, chỉ thấy Yến Chi tiến tới và ra lệnh cho đội thị vệ Vương phủ lui lại. Yến Ly và Yến Trì theo sát sau, hai người quan sát sắc mặt đối phương và biến sắc, rồi cùng Yến Chí nói vài câu. Yến Chí liền gọi quản gia đến, ngay lập tức, đội thị vệ vương phủ đồng loạt đứng xung quanh sân khấu, bao vây cả sân khấu và khu vực bên ngoài. Quản gia vương phủ nhanh chóng đến bên cạnh dụ thân vương và nói vài câu. Nhanh lên, gọi Uông Hoài Vũ đến xem, thật buồn cười, khụ khụ khụ. Dụ thân vương ho khan một trận mạnh, sau đó ngã gục, những người hầu bên cạnh hoảng hốt kêu lên, quản gia lập tức ra lệnh đưa người đi trong khi khách khứa trong xương các tuy không dám làm loạn, nhưng lòng cũng hoảng loạn, dụ thân vương lại phát bệnh, trong khi đoàn hát xong thanh ban còn không biết sống chết ra sao, sân khấu thì bị bao vây kín mít, vừa rồi bị dụ thân vương chỉ định, uông hoài vũ cũng đứng dậy, cô gái áo xanh thấy vậy liền nói, thanh ly sư phụ chắc chắn đã chết, nếu không sẽ không gọi dự châu chi phù. Tần Hoàn vừa nghe trong lòng chợt thấy lo lắng, Thanh Ly thực sự đã chết sao? đang suy nghĩ nàng lại thấy yến trì từ đám đông tiến đến chỗ bọn họ trong khoảnh khắc mọi người đều ngồi thẳng dậy cô gái áo xanh cô gái trong trang phục vấn và cô gái mặc áo vàng tất cả cùng nhau nhìn yến trì với vẻ ngạc nhiên và chờ mong rất nhanh yến trì tiến đến trước mặt họ nhưng không nhìn ai khác chỉ xoay người đến bên tần hoàn người đi với ta nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của yến trì tần hoàn không trần trừ lập tức đứng dậy yến chỉ quay lưng lại tần hoàn nhanh chóng theo sau nàng tưởng rằng yến chỉ muốn dẫn mình đến xem rõ sự việc nhưng không ngờ yến chỉ lại đưa nàng về phía chủ viện đi qua một khúc cong họ rời khỏi sân khấu ấm áp tần hoàn mới lên tiếng không phải chúng ta phải đi xem rõ sao nàng đã chết rồi yến chỉ nói dứt khoát tần hoàn cảm thấy lưng mình bỗng lạnh toát sắc mặt phục linh cũng có phần biến đổi bây giờ chúng ta đi đâu tần hoàn vội hỏi dù thân vương đang phát bệnh ngươi hãy đi xem ông ấy tần hoàn nghe vậy gật đầu nhưng không khỏi nhớ đến cái chết của thanh ly nàng đã chết như thế nào bị một mũi tên trúng vào vị trí tim phía sau lưng dưới sân khấu không nhìn rõ lắm tần hoàn hơi nhếch môi có phải là một tai nạn không hiện tại nhìn có vẻ hơi giống yến trì và tần hoàn nhanh chóng hỏi đáp nghe thấy như vậy tần hoàn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào nếu là một tai nạn thì thật đáng tiếc không lâu sau yến chỉ dẫn tần hoàn đến nơi gặp dụ thân vương vừa đến cửa tổng quản phủ dụ thân vương đã bước ra thấy yến chỉ liền nói điện hạ vị này là đây là cửu tần cô nương gia của trung dũng hầu phủ y thuật rất tốt ta mang nàng đến để xem vương thuốc quản gia nhìn tần hoàn cửu cô nương trẻ như vậy giọng nói hắn có phần do dự. Dường như không tin tưởng vào y thuật của Tần Hoàn, Yến Trì liền nhìn hắn nói, tất cả đều do nàng xem, bệnh của công chúa ở Cẩm Châu cũng vậy. Nghe xong, quản gia không dám ngăn cản nữa, lập tức để Yến Trì và Tần Hoàn vào phòng. Vừa vào phòng, Tần Hoàn lập tức thấy dụ thân vương nằm mê man trên giường, nàng vén tay áo lên và bắt đầu bắt mạch, một lúc sau, nàng lấy ra túi châm. Khi quản gia thấy Tần Hoàn lấy châm, lập tức lo lắng có thể thấy Yến Trì về mặt trầm ngâm không nói, hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Tần Hoàn lấy ra một cây châm ngắn rất tinh tế, tiến lên châm vào một số huyệt lớn trên vai, cổ, ngực và bụng của dụ thân vương. Sau khi châm xong, nàng lại chọn châm vào hai đầu ngón tay của dụ thân vương. Quản gia thấy vậy, quả nhiên thấy chảy ra máu đen, và ngay lúc đó, dụ thân vương ho khan hai tiếng rồi tỉnh lại. Quản gia thấy vậy vui mừng, vương gia, ngài tỉnh lại rồi sao? Dụ thân vương từ từ tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy Yến Trì, rồi lại thấy Tần Hoàn, hắn ngạc nhiên trong giây lát, lão thất. Ngươi là, ngươi là cô nương nhà nào tới đây? Tần, vương gia, đây là tiểu thư của Trung Dũng Hầu Phù. Quản gia vội vàng nói một câu, dụ thân vương ngẩn ra, à, hôm nay gặp được cô nương xinh đẹp nhất. Tần Hoàn nghe thấy vậy vừa buồn cười vừa lúng túng, cúi đầu chào quản gia lại nói vương gia vừa rồi là cửu cô nương cứu ngài tỉnh lại thật vậy sao dụ thân vương ngơ ngác nhìn tần hoàn vài lần rồi gật đầu tốt thực tốt nói xong dụ thân vương dường như nhớ ra điều gì đúng rồi xong thanh ban vương thúc đừng lo lắng đại ca đang ở đó xem xét dừng lại một chút yến chỉ nói có vẻ như là một tai nạn dụ thân vương nghe vậy lại ho nhẹ hai tiếng ôi biết sớm vậy ta đã không tổ chức tiệc mừng thọ này thật sự giờ xảy ra mạng người đúng là không may vương thúc đừng lo đây không phải do ngài tổ chức tiệc mừng thọ ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi bên ngoài có đại ca cùng chúng ta dù thân vương thở dài tốt rồi ta sẽ nghỉ ngơi yến chỉ nói thêm hai câu lúc này mới dẫn tần hoàn ra ngoài bên ngoài phục linh chờ sẵn vội vàng chào đón nghe yến chỉ nói Vừa rồi nghe nói muốn đi mời đại phu, ta nghĩ nên để ngươi đến xem một chút. Trong khi nói chuyện, mọi người đi ra ngoài, Yến Chỉ lại nói, tiệc mừng thọ có lẽ sắp tan, ngươi hãy về trước đi. Tần Hoàn thấy vậy vội hỏi, ngươi sẽ ở đây bao lâu nữa? Yến Chỉ bước chân chậm lại một chút, nhưng vẫn chưa trả lời ngay, sau đó ta sẽ nói cho ngươi. Tần Hoàn không hỏi thêm, Yến Chỉ dẫn nàng quay lại lều ấm chưa đến nơi đã thấy Yến Chi đang tiễn khách, bữa tiệc mừng thỏ vốn đã sắp kết thúc. Huống chi giờ đây ai còn tâm trí uống rượu, mọi người tự nhiên muốn nhanh chóng rời đi để tránh gây thêm phiền phức cho chủ nhà. Từ xa, Yến Chỉ đã thấy Tần Diễm, đang định đưa Tần Hoàn qua, thì Bạch Phong bỗng nhiên bước nhanh đến. Chủ tử, có vấn đề. Nói rồi, Bạch Phong thấp giọng nói điều gì đó. Yến Chỉ nhíu mày, chỉ thấy Tần Diễm từ xa cũng nhận ra họ, Rõ ràng Tần Diễm đang đi về phía này, Yến Chỉ nói, e rằng ngươi tạm thời không thể trở về. Thế tử điện hạ, Tần Diễm tiến tới trước mặt, "Chào Yến Chỉ." Yến Chỉ vẫy tay, "Các ngươi sắp về rồi sao?" Tần Diễm gật đầu, Yến Chỉ nói, "Ta muốn giữ cửu cô nương lại giúp một chút." Tần Diễm liếc nhìn Tần Hoàn, ngay lập tức vui vẻ đáp, "Đương nhiên có thể, cửu muội muội." Chương 277 tần diễm nhìn tần hoàn tần hoàn gật đầu nói tam ca về trước đi chờ lát nữa xong việc điện hạ sẽ phái người đưa ta về tần sương nhìn tần hoàn một cái rồi chớp mắt tần diễm nghe tần hoàn nói như vậy thì không có ý kiến gì chỉ chuyển mắt nhìn thoáng qua hướng sân khấu kịch rồi nói thanh ly bầu gánh tần diễm lớn lên ở kinh thành đã nhiều năm sống trong giới quý tộc nên rất quen thuộc với song thanh ban giờ đây khi nghe có chuyện xảy ra với thanh ly tần diễm theo bản năng cảm thấy có chút lo lắng đã chết tạm thời có vẻ như là ngoài ý muốn nhưng cũng không chắc chắn yến chỉ trả lời rất lưu loát vừa ngẩng đầu lên thì thấy bảng phụ lương dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc áo trường màu xanh đen đã đến gần thế tử điện hạ của duệ thân vương bảng phụ lương chưa kịp nói gì nhưng người đàn ông bên cạnh đã mở miệng trước Yến chỉ hơi cong khóe môi, không ngờ lại thấy Lưu Nhân Lệ ở đây. Đứng bên cạnh bàng phụ lương, chính là Lưu Nhân Lệ, người mà bàng phụ lương muốn dẫn Tần Diễm đến gặp. Lưu Nhân Lệ đã từng chạm mặt với Tần Diễm, giờ đây lại tiến đến chào Yến Trì. Đã nhiều năm không gặp Thế tử Điện Hạ, tôi không ngờ lại thấy người ở đây. Lưu Nhân Lệ có vóc dáng cao gầy, khoảng trên dưới 40 tuổi sắc mặt ông ta so với bảng phụ lương có phần đen hơn một chút, nhưng nhìn có vẻ tiểu tụy và già nua, không giống như bảng phụ lương sống trong nhung lụa, nhưng lại mang vẻ cẩn thận và nhạy bén hơn khi đứng trước yến chỉ, ông rất cung kính. Lần này tôi đến đây là theo lệnh của Thánh Thượng. Hơn nữa đã mấy năm không gặp dụ thân vương thúc, nên tôi tranh thủ chuyến này đến chúc mừng sinh nhật. Yến chỉ nói với giọng điệu bình tĩnh, có phần xa cách nhưng không mang tính chỉ trích. Lưu Nhân Lệ lập tức cười nói, năm ngoái tôi đã đến chúc mừng dụ thân vương, lần này vương gia mừng thọ, vừa khéo tôi trở về kinh để báo cáo công việc, nên tiện thể ghé qua đây chúc mừng vương gia. Yến chỉ hơi gật đầu, rồi nhìn bảng phụ lương một cái. Bảng phụ lương không dám kiêu ngạo trước Yến chỉ, tiến lên một bước, cung kính hành lễ, bảng phụ lương bái kiến thế tử điện hạ. Yến chỉ hiện lên nụ cười mỏng manh, bảng lão gia, Tố vấn đại danh, thật khó gặp. Thế tử Điện Hạ thường ở sóc Tây bảo vệ đất nước, tôi tự nhiên không có cơ hội được gặp Điện Hạ. Nếu không có hôm nay, thật sự không biết khi nào mới có thể bái kiến Điện Hạ. Yến Chỉ cười nhẹ, nhưng chỉ cần như vậy đã khiến người khác cảm thấy thân thiện hơn. Tần Hoàn đứng bên cạnh, mặc dù không nhìn chằm chằm vào Yến Chỉ, nhưng vẫn suy nghĩ về hắn. Nếu Yến chỉ nổi tiếng với danh xưng ma vương, thì với thân phận địa vị cao quý, không ai dám có kỳ vọng quá lớn vào hắn. Chính vì thế, chỉ cần hắn lộ ra một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến người khác cảm thấy hài lòng. Yến chỉ nhìn qua lại giữa bàng phụ lương và lưu nhân lệ, bàng lão gia và lưu nhân lệ. Bàng phụ lương liếc nhìn lưu nhân lệ, cười nói, tôi và lưu nhân lệ có vài phần quen biết, lần này nếu hắn đến dự châu, Tôi đương nhiên sẽ làm hết nghĩa vụ của một chủ nhà." Yến Trì gật đầu, rồi nhìn về phía Tần Diễm, "Các người đi trước đi, cửu cô nương tôi sẽ đưa qua." Tần Diễm gật đầu, rồi chắp tay chào, sau đó cùng bằng phụ lương rời đi. Các khách nhân đã lần lượt rời đi, thế tử dụ thân vương đang tiến từng người một. Yến Trì nhìn Tần Hoàn, rồi nói, "Cùng tôi đi." Tần Hoàn đáp lời, Cùng với Phục Linh đi theo sau Yến Trì. Yến Trì không do dự, dẫn Tần Hoàn hướng đến sân khấu kịch phía sau. Đội ngũ song thanh ban đông đảo, ngoài các vai chính là Thanh Ly và Đồ Đệ của nàng, còn có không ít vai phụ sư phụ, cùng với nhạc công và một số tạp công, tất cả đều đứng thành ba hàng, nơi ở đầy ắp đồ vật. Sân khấu kịch xung quanh đều bị thị vệ của thân vương vây kín. Khi Yến Trì dẫn Tần Hoàn đến một tiểu viện hắn thấy yến ly đang nói chuyện với uông hoài vũ ngay khi nhìn thấy yến trì yến ly lập tức gọi thất ca nhưng khi thấy tần hoàn và phục linh đi theo sau khuôn mặt yến ly nhíu lại có vẻ đang suy nghĩ điều gì đồng thời uông hoài vũ cũng tiến lên thế tử điện hạ yến trì nhìn uông hoài vũ và hỏi sao lại như vậy uông hoài vũ vội vàng nói vừa rồi một nữ sư phụ của song thanh ban cho biết ở phía sau có người đã động vào cơ quan, vì vậy thanh ly sư phụ mới bị trúng mũi tên. Yến chỉ nhíu mày, Uông Hoài Vũ liền nói, thế tử điện hạ, mời qua đây. Uông Hoài Vũ đã đảm nhiệm chức chi phủ Dự Châu được hai năm. Mặc dù Dự Châu là đất phong của thân vương, nhưng vẫn chịu sự quản lý của triều đình. Hơn nữa, Dự Châu nơi đây nông thương phát đạt, là một nơi làm ăn béo bờ. Là quan phụ mẫu ở đây, hắn rất quen thuộc với thân vương phủ nên hôm nay hắn là người đến sớm nhất để chúc thọ nhưng không ngờ rằng tiệc mừng thọ của thân vương lại xảy ra chuyện như vậy nếu chỉ là một vụ án mạng bình thường cũng không sao nhưng vụ án mạng này lại xảy ra ngay trong tiệc của thân vương trước mặt nhiều đại quan quý nhân có thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng là chi phủ dự trữ vụ án này rõ ràng đổ hết lên vai hắn áp lực thật sự rất lớn Yến Chỉ không lập tức bước đi, chỉ quay đầu gọi Tần Hoàn cùng tôi đi. Thấy Tần Hoàn gật đầu, Yến Chỉ mới đi về phía trước. Khi Yến Chỉ tiến lại gần, những người đang đứng nhóm 53 đều quỳ xuống. Người đã chết, bất luận là thành viên của Song Thanh Ban hay Thị Vệ Hầu Phủ đều có vẻ mặt nghiêm túc. Tần Hoàn nhìn thấy vài cô nương của Song Thanh Ban mắt đỏ hoe, nàng khép ánh mắt lại, đi cùng Yến Chỉ theo Uông Hoài Vũ đến sân khấu kịch. Vở diễn mục liền cứu mẹ có quy mô lớn, ngoài diễn viên còn có bối cảnh rất chân thật và một vở diễn thường thay đổi gần 10 màn. Uông Hoài Vũ muốn cho Yến Trì xem cơ quan nằm ở phía sau bức tường. Điện hạ, nơi đây chính là chỗ mà mũi tên được bắn ra. Cơ quan này đã được định sẵn từ lâu, mà Thanh Ly sư phụ tự mình thiết kế. Không chỉ thế, do các chiêu thức khác nhau Gần như tất cả sư phụ của Song Thanh Ban đều sử dụng cùng một loại cơ quan. Vì vậy, vừa rồi có người phát hiện ra rằng cơ quan đã bị động vào. Uông Hoài Vũ chỉ vào một chiếc hộp dài hẹp, được gắn cố định trên bức tường. Ở trên hộp này đã sẵn có mũi tên. Uông Hoài Vũ ra hiệu, hai thị vệ của Thân Vương phủ lấy hộp xuống. Một người trong số đó dùng chìa khóa mở hộp ra, bên trong là một bộ phận phức tạp với nhiều bánh răng cơ quan vừa rồi vị sư phụ đó nói bánh răng ở đây đã được định sẵn khi bánh răng chuyển động nó sẽ điều chỉnh mũi tên theo thời gian và góc độ điện hạ xem thử bánh răng nhỏ nhất này có một vết xước do hoạt động lâu ngày để lại dấu vết nhưng hiện tại dấu vết này lại di chuyển sang bên trái một tấc cho thấy bánh răng này gần đây đã bị người khác động vào yến chỉ nhìn một hồi rồi đột nhiên hỏi ai đã kiểm tra cơ quan này là một cô gái uông hoài vũ chưa kịp trả lời thì một giọng nói trong trèo đã vang lên tần hoàn và yến trì cùng quay đầu lại thấy một cô nương mặc áo trắng đang quỳ gối không xa cô gái này có đôi mắt ửng đỏ rõ ràng vừa mới khóc khi thấy yến trì nhìn về phía mình cô từ từ tiến lên quỳ xuống hành lễ tôi là thanh nhàn bái kiến thế tử điện hạ yến trì nhìn cô một cái ngươi là người của song Thanh Ban phải không? Tôi là đồ đệ của Thanh Ly Sư Phụ. Thanh Nhàn cúi đầu, Tần Hoàn nhận ra, cô là người đã hát Kim Chi Mừng Thọ và Tiên Kiều Hội. Cô gái này mặc áo trắng, đúng là trang phục của chức nữ, nhưng giờ đây mặt trang điểm đã bị tháo bỏ, chỉ còn lại búi tóc rối bời trên vai. Người có biết hát Mục Liền Cứu Mẹ không? Yến chỉ hỏi với giọng điệu lạnh lùng, còn Thanh Nhàn cúi đầu thấp hơn nghe vậy, cô lập tức nói, tôi biết, sư phụ đã dạy tôi từ lâu. Thỉnh thoảng tôi cũng được lên sân khấu, nhưng hôm nay do thân vương mừng thọ, sư phụ mới tự mình lên sân khấu, không ngờ. Yến Chỉ liếc nhìn vào hộp cơ quan, ngươi phát hiện ra điều gì? Thanh Nhàn gật đầu, đúng vậy, tôi vừa phát hiện ra. Yến Chỉ nhướng mày, ngoài ngươi ra, còn ai biết về cơ quan này? Ngoài tôi ra còn có sư tỷ thanh lan của tôi. Nói xong, thanh nhàn theo phản xạ quay đầu lại, vừa dứt lời, cô nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc trang phục nam, đúng là Nghiêu Lang, trong tiên kiều hội. Tôi là Thanh Lan, bái kiến thế tử điện hạ. Cũng là đồ đệ, mắt thanh nhàn ửng đỏ, vẻ mặt như hoa lê dính nước mắt, nhưng thanh lan lại có vẻ bình tĩnh hơn. Cô chỉ thể hiện chút nghiêm túc, không có nhiều vẻ bi thương. Người có biết cách hoạt động của cơ quan này không? Người cũng biết hát, mục liền cứu mẹ, phải không? Thanh Lan gật đầu. Đúng vậy, tôi biết. Yến Chỉ nhìn về phía Uông Hoài Vũ. Hộp này được bảo quản như thế nào? Uông Hoài Vũ không nói gì, chỉ vẫy tay. Một người đàn ông trung niên quỳ xuống tiến lên. Uông Hoài Vũ nói: Đây là Dương Anh, phó bầu gánh của Song Thanh Ban. Tất cả công việc vặt vãnh đều do hắn quản lý. Dương Anh mặc áo dài màu xám, khoảng 30 tuổi, trang phục đơn giản nhìn có phần già dặn. Dương Anh quỳ xuống, thế tử điện hạ, hộp cơ quan này và bức màn sân khấu đều được đưa vào phủ từ sáng sớm. Trước khi trận đầu diễn bắt đầu, bầu gánh còn kiểm tra, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Anh nói với ánh mắt ướt lệ. Yến chỉ nhíu mày, đã kiểm tra trước trận đầu diễn sao? sau đó có kiểm tra lại không? Dương Anh vội vàng gật đầu, do hôm nay ba vở diễn đều không nhẹ, nên sau khi trận đầu diễn bắt đầu, không còn nhiều người rảnh rỗi. Hộp này đã ở phía trên bức tường khi vở tiên kiều hội đang diễn. Yến chỉ chuyển mắt nhìn về phía tần hoàn, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút chớp lóe. Nói cách khác, trước khi trận đầu diễn bắt đầu, trong khi tiên kiều hội đang diễn, có người đã động vào hộp này hộp này đặt ở đâu? Yến chỉ lại hỏi. Dương Anh quay người, chỉ vào bên trái phòng trong viện, hộp này là cơ quan mấu chốt, đặt ở phía nam của phòng bên trái. Yến chỉ gật đầu, trong thời gian này có người nào trông giữ không? Dương Anh lập tức có chút ấp úng, không? Không có. Thấy Dương Anh dường như có điều gì chưa nói, Yến chỉ ánh mắt lạnh lùng, không có. Nếu có dấu diếm, thì ngươi cũng là đồng phạm. Dương Anh run lên, lập tức nói, tôi không dám lừa dối điện hạ, thật sự không có, vì chỗ tả xương chính là nơi giả dạng của Thanh Lan, trong trận đầu diễn cô ấy không có ở đó, mà chỉ chờ ở đó. Cô gái quỳ bên cạnh lập tức thẳng người dậy, tôi đúng là đã chờ ở đó, nhưng tôi không hề động vào đồ của sư phụ. Nói xong, Thanh Lan quay người, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Dương Anh. Dương Anh vẻ mặt khó xử ngươi gấp gáp cái gì tôi chỉ là nói sự thật không nói chắc chắn là ngươi yến chỉ híp mắt nhìn thanh lan nói cách khác khi hộp được đưa về nhà ngươi có ở đó không cho đến khi ngươi rời khỏi nhà sau khi diễn trận thứ hai thanh lan cứng đầu nhưng vẫn phải gật đầu vâng đúng như điện hạ nói trong thời gian đó có ai đi vào không yến chỉ lại hỏi chỉ có một nhà đầu mang trà vào thành lan nói với giọng có chút run rẩy nghe như cô đang rất sợ hãi vậy ngươi có thấy họ chạm vào hộp đó không thành lan nắm chặt hai tay môi cô mím chặt không nói gì yến chỉ nhìn cô một cái rồi quay sang dương anh sau khi cô ấy rời khỏi nhà có ai khác đi vào không dương anh vội vàng lắc đầu không có tôi nhớ rất rõ nhân viên trong đoàn kêu gọi mọi người chuẩn bị cho trận thứ hai chỉ còn lại vài tạp công cùng nhau di chuyển hòa kiều hộp này được lấy ra sau khi hòa kiều đã chuẩn bị xong nói xong dương anh quay lại nhìn về phía ba người đang dọn dẹp ở xa chính là ba người đó nghe vậy ba người lại lập tức quỳ xuống yến chỉ hỏi các người ba người cùng nhau vào có thấy ai đi vào không trong ba người chỉ có một người can đảm hơn nghe vậy liền lắc đầu nói hồi bẩm điện hạ không thấy ai ra vào, lúc đó trong viện không có ai, cửa phòng cũng đã khóa. Chúng tôi ba người cùng vào, hộp vẫn còn nguyên vẹn, sau đó chúng tôi mới lấy ra để trang trí. Chương 278. Yến Chỉ gật đầu, có ai đang giữ chìa khóa này không? Chỉ có tiểu nhân và hai người trong bầu gánh là có. Dương Anh vội vàng đáp lại. Lúc này, Uông Hoài Vũ cũng lên tiếng, vừa rồi chính Dương Anh đã lấy chìa khóa để mở hộp yến chỉ liếc nhìn một thị vệ trong vương phủ đang cầm chìa khóa trên đó có nhiều họa tiết yến chỉ nhận ra đó là chìa khóa của dương anh người quản lý nhiều chìa khóa của song thanh ban vừa rồi ngươi có vào trong sân không khi được hỏi sắc mặt dương anh có chút khổ sở tiểu nhân vẫn luôn ở bên ngoài chưa từng vào trong thanh lan có thể làm chứng cho việc này khi thanh lan đi ra tiểu nhân cũng vẫn ở đây dương anh nhìn quanh mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tiểu nhân yến chỉ quan sát và thấy nhiều người bắt đầu gật đầu xác nhận chìa khóa có rời khỏi tay ngươi không dương anh vội vã xua tay không có chìa khóa này có rất nhiều tiểu nhân tuyệt đối không dám làm mất vừa rồi khi chi phủ đại nhân muốn mở hộp tiểu nhân đã lấy chìa khóa từ trong túi ra uông hoài vũ gật đầu đúng là như vậy yến chỉ liền quay sang hỏi chìa khóa của thanh ly đâu rồi dương anh nghe vậy ánh mắt chuyển động bầu gánh đều mang theo chìa khóa bên mình nhưng nếu phải lên sân khấu thay đồ nàng sẽ cất chìa khóa trong túi của mình yến chỉ im lặng chỉ nhìn về phía uông hoài vũ uông hoài vũ lập tức nói với dương anh đi dẫn đường ta muốn xem dương anh đứng dậy dẫn uông hoài vũ vào trong viện còn yến chỉ đứng lại nhìn bóng lưng của thanh lan Nguồn gốc của Song Thanh Ban bắt đầu từ hơn 40 năm trước, khi hai nghệ sĩ biểu diễn ở phía Nam ra đời. Họ đều là tài năng xuất sắc, không chỉ có giọng hát tuyệt vời mà còn có ngoại hình như tiên nữ, được người dân yêu mến. Trong khi những người khác đều ghen tị và cạnh tranh, hai người này lại không biết vì sao mà trở thành tỷ muội, cùng nhau sáng lập một gánh hát. Cả hai đều lấy nghệ danh bắt đầu bằng chữ Thanh, do đó có tên gọi là Song Thanh Ban. Không chỉ vậy, sau này họ cũng thu nhận các đồ đệ có nghệ danh bắt đầu bằng chữ Thanh, cho thấy Song Thanh Ban đã hoạt động ít nhất 5-6 nhiệm kỳ. Yến Trì nhìn Thanh Lan, thấy nàng nắm chặt hai tay và môi khẽ run, mặc dù có vẻ rất kiên cường, nhưng Yến Trì không biết nàng có phải đang giả vờ hay không. Nghệ sĩ có thể dễ dàng lừa dối người khác, nhưng có vẻ như Thanh Lan lại không tỏ ra đau buồn về cái chết của Thanh Ly, điều này khiến Yến Trì cảm thấy có gì đó không hợp lý thất ca, có phải ngươi nghi ngờ có người trộm chìa khóa của Thanh Ly không? Yến Ly, người vẫn đứng bên cạnh Yến Trì, bỗng nhiên tiến lên, liếc nhìn Tần Hoàn, rồi nói, có thể có người đã lén lút thay đổi chìa khóa không? Không thể nào, một giọng nói trong trẻo vang lên ngay lập tức. Yến Ly và Yến Trì nhìn nhau, rồi thấy Thanh Nhàn nói, chìa khóa này không thể thay thế từ nơi khác. Đây là chìa khóa truyền thống của song Thanh Ban, hình dáng và chất liệu rất khác biệt. Thanh Nhàn không dám ngẩng đầu, mặt vẫn còn ướt nước mắt. Yến Ly nhíu mày, nếu vậy, khả năng này có thể sẽ ít đi. Yến Trì gật đầu, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía cánh cửa sân, nếu như chìa khóa của Thanh Ly được tìm thấy. Nghĩ như vậy, Yến Trì lại thấy Uông Hoài Vũ bước ra từ trong viện với vẻ mặt trầm ngâm, điện hạ, chìa khóa của Thanh Ly không có trong túi quần áo của nàng. Yến Ly khẽ thốt lên a, có phải bị trộm không? Uông Hoài Vũ lắc đầu, vẫn chưa biết rõ. Yến chỉ khẽ nhếch môi, phải lục soát túi sách và người mọi người. Chìa khóa luôn được Thanh Ly mang theo bên người, chỉ đến khi nàng lên sân khấu và giả dạng thì mới bỏ ra. Chìa khóa này đã được sử dụng gần đây, vậy người nào đã cầm chìa khóa để mở cửa? Trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn chìa khóa đã bị giấu ở đâu đó. Uông Hoài Vũ nhận lệnh và đi, Yến chỉ liếc nhìn mọi người, chỉ thấy Thanh Nhàn đang lau nước mắt, còn Thanh Lan thì vẫn thẳng lưng quỳ. Yến chỉ lùi lại hai bước, nói với Tần Hoàn bằng giọng thấp, người cảm thấy thế nào? Tần Hoàn cũng liếc nhìn Thanh Lan, có vẻ như có điều gì bí ẩn ở đây. Cảm xúc của nàng ấy biểu hiện rất rõ ràng, hoặc là kẻ thù ác không sợ bị nghi ngờ, hoặc là nàng đang ôm tâm lý tự sát. Yến chỉ hơi gật đầu, nhưng Tần Hoàn lại đột nhiên nhíu mày kể từ khi nàng xuất hiện ánh mắt của thân vương yến ly luôn dừng lại trên người nàng tần hoàn không biết yến ly muốn làm gì nhưng có thể đoán rằng yến trì đã nói gì đó với yến ly có lẽ yến ly đã biết mối quan hệ giữa nàng và yến trì khi thấy tần hoàn nhìn mình yến ly cười tươi hơn tần cô nương còn nhớ ta không mặc dù vừa rồi tình huống nghiêm túc nhưng tần hoàn không bận tâm lễ nghi khi yến ly đã lên tiếng tần hoàn cũng không thể giả vờ không thấy nàng liền cúi đầu chào thế tử điện hạ yến ly cười lớn tiến tới đánh giá nàng từ đầu đến chân rồi hỏi tần cô nương đến đây làm gì nơi này vừa mới xảy ra án mạng mà tần cô nương lại có vẻ rất bình tĩnh không sợ người chết sao yến ly gần đây tỏ ra rất quan tâm điều này thực sự khiến người khác nghi ngờ phụ nữ ai thấy xác chết mà không sợ hãi chứ sau khi nói xong Tần Hoàn chỉ cười mà không cần nói thêm gì nữa. Yến Ly có chút khó hiểu, nhìn về phía Yến Trì, nhưng thấy Yến Trì có vẻ mặt nghiêm túc, không muốn nói thêm. Yến Ly quay mắt, theo tính cách của Yến Trì, chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, nhưng sao lại không nói với Tần Hoàn. Hơn nữa, nếu hắn quan tâm Tần Hoàn, tại sao lại không bảo vệ nàng? Khi Yến Ly đang hoài nghi, bỗng dưng trong viện có tiếng đồng. Yến chỉ quay lại nhìn, thấy Uông Hoài Vũ dẫn theo người đi ra, Yến chỉ liếc mắt một cái thì thấy trong tay hắn đang cầm chìa khóa. Người tìm ở đâu ra vậy? Yến chỉ vội vàng hỏi. Uông Hoài Vũ nhìn về phía bóng dáng của Thanh Lan, ở bên trái trong viện, nàng tìm thấy chìa khóa trong túi của mình. Không thể nào, Thanh Lan vẫn giữ thẳng lưng, quay người lại với khuôn mặt trắng bệch, không thể nào, ta không làm, ta không lấy chìa khóa của sư phụ. Thanh Lan phản ứng rất mạnh, còn những người khác trong song thanh ban đều ngỡ ngàng, họ nhìn Thanh Lan với vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ rằng kẻ gây án lại là nàng, trong khi một số người có vẻ phức tạp và tức giận. "Không phải ta, thật sự không phải." Thanh Lan gọi Uông Hoài Vũ hai lần, thấy hắn không có biểu cảm, nàng lại quay sang quỳ xuống trước mặt Yến Trì, "Điện hạ, thật sự không phải ta, không phải ta." Khuôn mặt Thanh Lan trắng bệch, môi không còn sức sống. Nàng nhìn Yến Trì đầy cầu khẩn, thấy Yến Trì không có phản ứng gì khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng. Yến Trì liền hỏi, chìa khóa này, người giải thích thế nào? Thanh Lan lắc đầu, là người khác bỏ vào, có người muốn hại ta. Nói xong, Thanh Lan nhìn quanh, ánh mắt lướt qua Thanh Nhàn nhưng không chỉ ra ai, rồi quay lại nhìn Yến Trì, không phải ta trộm. Thanh Lan lúc thì sưng dân nữ, lúc thì ta. Yến Chỉ không muốn tranh luận, nhưng nghe cách biện minh tái nhợt của nàng, Yến Chỉ cảm thấy không tin tưởng. Hắn chỉ ngước nhìn Uông Hoài Vũ, Uông Chi Phủ, xem xét đi. Hiện tại có hướng để điều tra. Yến Chỉ không quên hồ sơ liên quan đến vụ án sát nhân, vì khi ở Cẩm Châu cùng Tần Hoàn, hắn đã quen với việc điều tra. Giờ đây chìa khóa đã được tìm thấy, cùng với rất nhiều nhân chứng, nên việc điều tra sẽ không khó khăn uông hoài vũ lập tức đáp lại được xin điện hạ yên tâm hạ quan sẽ không để xảy ra sai sót trong khi nói chuyện từ hướng cửa vào xuất hiện một nhóm nha sai vừa vặn là những người mà uông hoài vũ đã cử đi điều tra uông hoài vũ tiến lên vài bước trao đổi vài câu với một bộ đầu rồi thấy nhóm nha sai đưa hai cô gái thanh cùng với dương anh đi theo tất cả mọi người cần đi nha môn để hỏi chuyện hãy thu dọn chỗ này một chút đi theo còn có một lão mỗ mộ tác từ dự châu chi phù. Uông Hoài Vũ phân phó vài câu rồi hướng về phía sân khấu nơi thi thể của Thanh Ly vẫn chưa được di chuyển, thấy lão mộ tác đến, Tần Hoàn nhận ra mình không cần phải làm gì ở đây. Khi ở Cẩm Châu, vì Tư Hà còn trẻ và không có kinh nghiệm, nên Tần Hoàn cảm thấy mình không bằng lão mộ tác có nhiều kinh nghiệm hơn. Khi nhìn thấy lão mộ tác đầu tóc hoa dâm từ dự châu phủ, Tần Hoàn kiềm chế ý định đi điều tra thi thể. Yến Trì cũng nhận ra lão ngộ tác và không nói gì thêm. Sân khấu kịch không có gì đáng thu dọn. Uông Hoài Vũ ra lệnh, nhóm nha sai nhanh chóng đưa những người trong song thanh ban đi ra ngoài. Yến Ly ở bên cạnh nhếch miệng, thì ra việc xử án đơn giản như vậy. Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua Yến Trì và Tần Hoàn, thất ca định làm gì tiếp theo? Yến Trì quay sang hỏi Tần Hoàn, chúng ta có đi xem Thanh Ly không? Tần Hoàn bước ra vài bước, Vừa lúc nhìn thấy phía trước sân khấu có thi thể, lão mộ tác từ dự châu chi phủ đang tiến hành khám nghiệm, Tần Hoàn lắc đầu, không cần đi. Mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng, lão mộ tác đã bắt đầu khám nghiệm, nên nếu Tần Hoàn chen chân vào sẽ không hay. Hơn nữa, nàng cũng không có tư cách để can thiệp. Tần Hoàn quay người lại và nói, nếu cần gì thì hãy gọi ta. Yến Trì gật đầu, vậy tốt, một chút sau, hắn lại nói người theo ta đi tần hoàn nhìn yến trì một cái thấy đây là nơi công cộng chỉ nhẹ gật đầu yến ly thấy vậy liền tiến lại hỏi thất ca muốn làm gì yến trì nhìn yến ly người có vẻ rất quan tâm đến án mạng này cứ đứng đây mà quan sát giúp đại ca yến ly cười nhẹ ánh mắt như hổ phách lấp lánh được rồi thất ca cứ đi đi yến ly nở một nụ cười ngây thơ đôi mắt ánh lên vẻ danh mãnh yến chỉ nhìn hắn một lúc rồi quay đi tần hoàn chào lễ phép yến ly vẫy tay tần cô nương lần sau gặp lại đừng quên ta nhé tần hoàn không khỏi mỉm cười trước giọng điệu đáng yêu của hắn rồi sau đó mới đi theo yến chỉ lúc này trong phủ đã có hơn phân nửa khách rời đi và những vị khách cuối cùng cũng chuẩn bị ra về yến chỉ đi dọc theo hành lang của vương phủ hướng vào sâu bên trong tần hoàn nhìn xung quanh nhận ra khoảng cách đến nơi tiệc càng ngày càng xa phục linh theo sau tần hoàn có chút ngạc nhiên giờ đây nàng không nghi ngờ yến chỉ sẽ làm hại tần hoàn nhưng càng đi sâu vào nàng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ tần hoàn cũng nhận ra họ đang đi sâu vào trong liền hỏi đi vào đây để làm gì ta có một món quà cho ngươi yến chỉ nói bằng giọng trầm tần hoàn cảm thấy nghi ngờ không lẽ lại có ý định gì nghĩ như vậy Tần hoàn thở dài trong lòng, có lẽ đúng như vậy, vì bên cạnh nàng còn có phục linh. Quay qua một khúc cong, một tiểu viện yên tĩnh xuất hiện trước mắt tần hoàn. Nàng chợt nhận ra đây chính là nơi ở của Yến Trì trong vương phù. Nghĩ như vậy, Yến Trì nói, đây là nơi ta ở, mời vào. Tần hoàn theo sát Yến Trì, tiến vào trong chính viện. Đây là một khu vực dành cho khách, chỉ có ba gian phòng, nhưng bên trong lại mang đậm vẻ quý tộc lịch sử, hoàn toàn khác biệt với những nơi tiếp khách bình thường. Khi bước vào phòng, Yến chỉ rẽ trái vào một phòng ấm cúng. Trước cửa sổ là một cái bàn viết, trên đó có một chiếc túi. Yến chỉ không nói gì, tiến lại gần và mở túi ra, người xem cái này. Tần Hoàn không biết Yến chỉ muốn cho nàng xem gì, trong lòng có chút nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy, đôi mắt nàng lập tức ánh lên, như bị cuốn hút không thể rời mắt. Trong túi là vài quyển sách, không phải là y thư mà là những trang giấy đã ố vàng, chứa những dòng bút ký. Tần Hoàn cảm thấy tim mình đập nhanh, trong khoảnh khắc đó, hơi thở dường như cũng ngừng lại. Đó chỉ là những dòng bút ký rất bình thường, do năm tháng làm ố vàng, một số trang giấy còn bị rách. Tổng cộng chỉ có 5 6 quyển, nếu để ở nơi khác, chắc người bình thường cũng không xem nhiều. Nhưng khi Tần Hoàn nhìn thấy, lại cảm thấy sự thỏa mãn và nỗi xót xa trào dâng. Những chữ viết trên trang giấy, từng nét bút, đều là nàng rất quen thuộc, Tần Hoàn chậm rãi xoa lên chúng, như thể từng nét bút ấy đều hiện lên trước mắt nàng. Đây là bút ký của phụ thân nàng, được viết khi ông làm quan ở Dự Châu. Có lẽ người chưa biết, Thẩm Nghị đã từng làm quan ở Dự Châu. Ông ấy là một trong những quan viên tại Dự Châu Phủ Nha. Yến chỉ thấy Tần Hoàn kích động, bèn giải thích, ta biết ngươi rất kính trọng ông ấy, vì vậy đã đi hỏi và quả thật tìm thấy bút ký của ông. Nó vẫn được cất giữ trong kho của Tuần Lý Viện, những năm qua, bút ký này luôn là tài sản mà mọi người ở Tuần Lý Viện đều xem qua. Nhưng từ khi xảy ra sự cố với ông ấy ở Kinh Thành, mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn, nên ta đã không ngại khó khăn mà mang ra. Chương 279, nhìn thấy tần hoàn chăm chú nhìn cuốn bút ký mà không chớp mắt yến chỉ lên tiếng trên đó ghi lại tất cả những sự thật liên quan đến vụ án hạch nghiệp ở dự châu vào năm đó có nhiều nội dung về nghiệm thi và đầy án tuần lý viện là nơi phụ trách việc hạch nhiệm vụ án và đảm bảo tính công chính nghiêm minh sau khi các quan viên của tuần lý viện hạch nghiệm vụ án vừa xảy ra có thể được kết án và đăng báo triều đình nếu có tội hình phạt từ đầy ải trở lên sẽ phải được đưa về kinh thành để hình bộ và đại lý tự phúc thầm. Tần Hoàn tất nhiên biết nội dung trên đó, vì phụ thân nàng từng công tác tại tuần lý viện Dự Châu và chưa bao giờ xử lý một vụ oan sai nào. Mặc dù cuốn đại lý tự chỉnh lý tẩy oan lục đã nói rất chi tiết và chính xác, nhưng cuốn bút ký này lại chi tiết và cẩn thận ở từng bước. Ngay cả trong các vụ án tử cũng có những ví dụ xuất sắc mà cuốn kia không có. Nếu ngươi nhìn vào, chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích. Yến Trì từ từ nói, Tần Hoàn khẽ rũ mắt, sau một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại. Nàng đã cùng cha mẹ ra đi, sau đó trở thành cửu tiểu thư, không còn cơ hội nhìn thấy di vật của phụ thân. Nàng từng nghĩ rằng đến Kinh Thành mới có cơ hội tìm kiếm di tác của phụ thân, nhưng không ngờ lại gặp được bút ký của ông ở Dự Châu. Phụ thân sau khi rời khỏi tuần lý viện Dự Châu đã đảm nhiệm chức vụ phó sử đề hình tư ở phía Tây sau này nhờ vào chiến công xuất sắc ông thăng chức lên đại lý tự khanh tại vùng tây và bắc phụ thân gần như là người phụ trách hình tư tư viên có tiếng tăm và nhiều bút ký của ông vào năm đó chủ yếu nhằm giáo dục những người làm trong nha môn tuy nhiên tần hoàn biết rằng khi sự việc xảy ra ở kinh thành những tài liệu đó trở thành cấm kỵ và đã bị thiêu hủy nàng không rõ yến trì đã dùng bao nhiêu tâm lực cho những câu nói ngắn ngủi ấy nhưng khi nhìn vào những cuốn bút ký ố vàng tần hoàn cảm thấy một phần trái tim vốn cứng rắn của nàng cũng trở nên mềm mại nàng muốn giấu kín bí mật lớn nhất của mình nhưng số phận lại đưa yến chỉ đến gần bí mật ấy hơn tần hoàn nhìn những cuốn bút ký nhẹ nhàng lật qua sao lại nghĩ đến việc tìm kiếm thứ này cuối cùng tần hoàn cũng lên tiếng giọng nói hơi khàn có vẻ như nàng đã bị cảm động yến chỉ nhìn nàng một lát rồi mỉm cười nói trước đây ngươi từng nhắc đến thẩm nghị chính lúc đó ta đã gọi người đi điều tra về hắn ngay cả trước khi tới dự châu ta đã có quyết định này xem từ liệu thẩm nghị có để lại dấu vết nào ở ích châu không không ngờ lại thật sự tìm thấy sáng nay vừa mới đưa đến mà những thứ đó không có phương tiện gì cả nếu ngươi thích thì cứ lấy đi tần hoàn bỗng nhiên ngước mắt nhìn yến trì ánh mắt nàng trong suốt như nước trên khuôn mặt yến trì phản chiếu ánh sáng trong đáy mắt hắn lại ánh lên một tia sáng như thể từ sâu thẳm nơi nào đó đang vẫy gọi. Nàng cứ như vậy nhìn hắn, làm trái tim hắn cũng phải rung động. Người khiến ta suy nghĩ, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tần Hoàn vẫn chăm chú nhìn Yến Trì, không chớp mắt. Yến Trì tiến thêm một bước, đưa tay xoa nhẹ lên gò má nàng. Ta biết ngươi muốn điều gì, từ đầu ta đã hiểu. Sau này ta sẽ bảo vệ cho ngươi, còn ngươi chỉ cần theo đuổi những gì mà tâm ngươi khao khát. Tần Hoàn hít một hơi nhẹ, Yến Chỉ lại nói, "Ta đã bắt đầu điều này, tất nhiên là mong muốn tốt đẹp." Dừng lại một chút, Yến Chỉ cúi người nói, "Hơn nữa, ngươi không hề biết trong lòng ta nghĩ gì. Ngươi thật sự khác biệt so với những người khác, bởi vì trên đời này có hàng triệu nữ tử, không ai có thể so sánh với ngươi." Khóe môi Tần Hoàn khẽ nhúc nhích, nhưng nhất thời không thể nói thành lời, "Nàng thật sự tốt như vậy sao?" nàng ngơ ngác nhìn đôi mắt hạnh lấp lánh của Yến Trì, chờ đợi môi hắn chạm xuống, nàng không biết mình nên nói gì. Chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn ngọt ngào lan tỏa trong lòng, cảm giác đó khiến nàng trái tim rộn ràng, làm cho nàng không tự chủ được vươn tay ôm lấy vòng eo Yến Trì. Nàng đã động lòng, cuối cùng cũng như bao nữ tử khác bày tỏ tình cảm, nàng khao khát xác nhận tình cảm trong tim mình. Chỉ như vậy nàng mới có thể hoàn toàn giao phó bản thân. Tần Hoàn luôn quen giữ bình tĩnh, tính cách nàng vốn không phải người dễ dàng lao vào tình yêu mù quáng. Nhưng nếu nàng gặp được một phu quân, thì chắc chắn nàng sẽ tràn đầy can đảm, dâng hiến cho hắn tình cảm chân thành và sâu sắc, cùng hắn đến bạc đầu dai lão. Yến chỉ hôn từ nhẹ nhàng ấm áp dần dần trở nên mãnh liệt hơn, Tần Hoàn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, lúc này từ trên nóc nhà vang lên tiếng động nhỏ như mái ngói bị dẫm phải. Tần Hoàn sững sờ, Yến Chỉ cũng nhíu mày, nhưng ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên. "A a a, Bạch Phong, là ta đây. Ly điện hạ, ngài sao lại ở trên nóc nhà của chủ tử?" "A à, ha ha ha, điều này, vị trí ở đây rất cao, thích hợp để ngắm cảnh xa xa. Ơ, ờ, cái gì vậy? Thất Ca đâu? Ta thật ra là đến tìm hắn." Chủ tử đang nói chuyện cùng cửu cô nương. "Ha ha, vậy sao?" chuyện gì mà có thể nói cho ta cùng tham gia không đi 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 ta chờ lát nữa sẽ quay lại ngoài phòng tiếng đối thoại làm cho tần hoàn đỏ mặt yến ly lúc trước đã hứa hẹn rất tốt bây giờ lại đuổi theo đến đây không biết hắn đến làm gì hắn đến khi nào vậy hắn có nghe thấy nhiều không tần hoàn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên bị yến chỉ ấn vào gáy tiếp tục đi uống nhầm thuốc trốn lén trong xe ngựa Yến Trì chỉ chỉnh sửa trang phục của Tần Hoàn, có chút bối rối. Tần Hoàn ánh mắt giận dữ liếc nhìn Yến Trì, lúc này mới từ từ quay người xuống xe. Giờ đây đã chiều muộn, khi bước xuống xe, Tần Hoàn nói lời cảm ơn rồi quay người vào cửa phù. Ở bên ngoài, Yến Trì đợi thêm một lúc, đến khi bóng dáng Tần Hoàn biến mất, hắn mới hạ lệnh rời đi. Phục Linh quay đầu nhìn thoáng qua, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu thư nô tỳ cảm thấy điện hạ rất tốt với ngài. Tần Hoàn ừm một tiếng, Phục Linh nhìn bóng dáng Tần Hoàn, có chút do dự nói, tiểu thư không nghĩ rằng. Ừm, hình như không ai đối xử tốt với tiểu thư bằng điện hạ. Trong lòng Tần Hoàn khẽ rung động, nàng quay nhìn Phục Linh, có chút do dự. Phục Linh tính tình đơn giản, nếu như nàng biết chuyện này, hiện tại ngoài trời vẫn còn tốt, nhưng trở về kinh thành vào hầu phủ, e rằng nàng sẽ để lộ dấu vết. Mím môi, tần hoàn giả vờ như không quan tâm, công chúa và quận chúa cũng đối xử tốt với ta mà. Khi nghe vậy, Phục Linh gật gù đồng ý, cũng đúng là như vậy. Khi chuyện này đã được lắng xuống, tần hoàn lắc đầu không muốn nói thêm. Giờ đây trời đã chiều, cảnh vật trong thanh huy viên dưới ánh hoàng hôn lại hiện lên một khung cảnh khác. Trên con đường giữa, tuyết đã được quét sạch, chỉ còn lại hoa trong vườn còn mái ngói vẫn trắng tinh. Tần Hoàn nhìn một lượt từ phương nam về phía bắc, cảm giác rất nặng nề. Rồi chợt thấy Phục Linh đang cầm tay nảy, lòng nàng lại thấy đau xót. Tần Hoàn nhanh chóng trở về khách viện của mình, nơi ở bên trong tối tăm hơn bên ngoài. Nàng phân phó Phục Linh đốt đèn lên đi. Phục Linh đáp lời, Bạch Anh cũng xuống giường chờ. Tần Hoàn liếc nhìn nàng, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, hãy nằm tiếp đi. Bạch Anh lắc đầu chỉ cần không cử động thì sẽ không sao đâu, tiểu thư cứ yên tâm. Tần Hoàn nghe vậy không khuyên gì thêm, chờ Phục Linh thắp đèn xong, nàng cầm những cuốn bút ký lên xem. Dưới ánh đèn mờ ảo, chữ viết trên bút ký có phần mờ nhạt, đầu món tay nàng khẽ run rẩy lướt qua, hốc mắt bỗng ướt đi. Phụ thân nàng là người có khí khái, nàng cũng được ông dạy dỗ, nhưng có lẽ do nàng không có thiên phú về thư pháp, nên cuối cùng chỉ có thể viết những nét chữ nhỏ xinh. Mẹ nàng thường nói rằng nàng là nữ nhi, điều này rất hợp lý. Cuốn bút ký này là phụ thân viết cách đây 10 năm, Tần Hoàn mở ra xem, và mắt nàng rơi vào một vụ án tử hình nghiêm trọng. Hung thủ vì vay tiền không trả mà đã tàn sát cha con, cuối cùng bị kết án tử hình. Phụ thân nàng là quan hạch nghiệm, ông đã xử lý vụ án này với sự tỉ mỉ từ đầu đến cuối phơi bày toàn bộ nhân quả và những điểm yếu trong nghiệm thi. Khi chưa chạm vào di vật của phụ thân, nàng còn chưa cảm thấy đau khổ như vậy, nhưng giờ đây khi cầm bút ký của ông, lòng nàng lại trào dâng nỗi bi thống không thể tự kiềm chế. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, tần sương đến gần, sao về muộn vậy? Nghe tiếng nói, người đã mở cửa bước vào, tần hoàn bị tần sương làm gián đoạn cảm xúc sầu bi, vội vàng giấu cuốn bút ký đi để tránh bối rối. Người ở vương phủ làm gì vậy? Giúp trả án sao? Tần Sương ngay lập tức bước đến bên Tần Hoàn, giọng điệu rất tùy ý. Tần Hoàn kìm nén nỗi đau trong lòng, bình thản nói, không có gì, lão vương ra có chút không khỏe, ta đi xem một chút. Quay lại. Tần Hoàn đúng là đi xem lão vương ra. Tần Sương à, một tiếng, ánh mắt liếc qua thấy Tần Hoàn đang cầm thư, đây là cái gì vậy một vài cuốn thư về nghiệm thi tần sương định cầm xem nhưng khi nghe tần hoàn nói vậy nàng lập tức không dám có chốt ghét bỏ nói ngươi thật sự muốn theo đuổi con đường này à một cô nương như ngươi sao không học cách trị bệnh cứu người cho tốt tần hoàn mỉm cười những điều này cũng có ích cho y thuật mà tần sương phẩy tay ngươi tự nhiên làm gì cũng được nhưng chuyện án tử thì sao Thanh Ly thật sự đã chết rồi sao? Tần Hoàn gật đầu, ừ, đã chết. Tần Sương thở dài, thật đáng tiếc, nhóm người song thanh ban vẫn chưa trở về, xem ra bảng lão gia không thể tiếp đãi khách. Hung thủ đã tìm thấy chưa? Chưa tìm thấy, nhưng đã có nghi phạm xuất hiện. Là ai? Tần Sương mở to đôi mắt, có phần hứng khởi. Tần Hoàn thua cuốn bút ký lại, bình tĩnh nói, là một đồ đệ của Thanh Ly, tên Nhiêu Lang. Tần Sương hít vào một hơi lạnh, đồ đệ giết sư phụ. Tại sao lại như vậy? Tần Hoàn lắc đầu, chi phủ Dự Châu chưa thẩm vấn, ta cũng không rõ, có lẽ. Không phải nàng đâu. Tần Hoàn nhớ lại dáng vẻ của Thanh Lan, nàng đứng thẳng, ánh mắt kiên định. Trong khoảnh khắc đó, Tần Hoàn muốn tin nàng, nhưng những gì tìm ra từ nàng lại là chìa khóa quan trọng hơn cả ánh mắt và nàng tin vào chứng cứ. Tần Sương nhíu mày, thật sự có lý do, nhóm người song thanh ban lần này coi như xong, không có thanh ly gánh vác, thêm vào đó là một đồ đệ, nghe nói thanh ly đã nhận hai đồ đệ mới rồi sao? Những điều này tần hoàn không nắm rõ, nên chỉ lắc đầu không trả lời. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, rồi là giọng nói của bảng hữu đức, cửu cô nương, ngài ở đâu? Trong phòng ánh đèn sáng, rõ ràng là có người bên trong. Tần Hoàn liếc nhìn Phục Linh, Phục Linh lập tức nói, "Ở đây." Nói xong, Phục Linh đi mở cửa, bên ngoài đúng là Bảng Hữu Đức đứng đó, "Cửu cô nương, ngài đã trở về thật tốt, thế này, đại thiếu gia trở về thì có chút không ổn, xin phiền ngài qua xem đại thiếu gia một chút có được không?" Tần Hoàn nhíu mày, "Không có mời đại phu đến sao?" Bảng Hữu Đức vội vàng nói, "Có mời, chiều nay đã mời đại phu, ông ấy nói không có vấn đề gì nghiêm trọng." đã kê thuốc và để lại thuốc mỡ. Nhưng vừa rồi đại thiếu gia bỗng nhiên không ổn, lão gia qua xem, hình như đại thiếu gia có chút không tỉnh táo, không biết là do đau hay thuốc có vấn đề. Vì vậy muốn xin ngài qua kiểm tra một chút, mặc dù ngài là khách nhân, nhưng xem bệnh cho đại thiếu gia có phần không thích hợp. Chúng ta chỉ là dân thường, đi mời đại phu thật sự là xa xôi. Dừng lại một chút, bàng hữu đức lại nói, Tần Thế Tử và Lão Gia cũng ở đó. Tần Hoàn không muốn đi, có thể tưởng tượng đến Tần Diễm cũng có mặt ở đó. Bảng Hữu Đức đến đây chắc chắn được Tần Diễm đồng ý. Nếu nàng không đi, thì cũng là không tôn trọng Tần Diễm. Mặc dù bây giờ trong phòng rất hòa thuận vui vẻ, nhưng nàng cũng không có lý do để từ chối. Vì vậy nàng ngật đầu, vậy được, đi thôi. Tần Sương liếc mắt, ta cũng đi cùng. Bảng Hữu Đức cười nói, Thế thì rất tốt. Phục Linh lấy áo choàng cho Tần Hoàn, cả nhóm ngay lập tức bước ra ngoài. Tần Hoàn cùng nhóm người đi về phía tây, còn Bàng Nghi Văn thì ở phía đông. Họ đi dọc theo con đường trong phủ hướng về phía đông, chỉ thấy ánh đèn trong vườn đã sáng rực, trong khi chân trời cuối cùng cũng bị bóng đêm bao trùm. Tần Hoàn không đi vào các lối trong viện, chỉ theo sau Bàng Hữu Đức hướng về phía đông. Bóng đêm dày đặc, ánh đèn sáng rực ánh sáng mờ mờ khiến cho thanh huy viên như hòa trong không khí lạnh lẽo. Tần Sương đi vài bước đến trước mặt Tần Hoàn, thì thầm, nhóm người song thanh ban vẫn chưa về. Giọng Tần Sương rất thấp, nhưng xung quanh lại yên tĩnh, bảng hữu đức nghe thấy liền quay lại nói, lục cô nương không cần lo lắng, lão già đã phái người đi hỏi rồi. Tri phủ đại nhân nói hôm nay tất cả mọi người đều được hỏi chuyện, sáng mai bọn họ mới trở về. Tần Sương ngượng ngùng cười, vậy thì tốt rồi, thật sự là tốt rồi. Bảng Hiếu Đức cười gật đầu, rồi tiếp tục dẫn đường, không lâu sau, cả nhóm đã đến một khoảng sân phía trước. tám 280 Lục cô nương, cửu cô nương, đang ở đây. Bảng Hiếu Đức nói rồi dẫn theo Tần Hoàn và Lục cô nương vào bên trong. Trong khi đó, vãn nắng và ấm phục linh từng người theo sau, đều đánh giá khu sân này nơi này rõ ràng rộng rãi hơn chỗ ở của họ rất nhiều. Trong viện có hoa cỏ rực rỡ, còn trong phòng chính đèn đuốc sáng trưng. Bảng Hữu Đức bước nhanh hơn, vừa đến cửa đã nói, lão gia, cửu cô nương và lục cô nương đã đến. Nhanh mời vào, bảng Hữu Đức nói với giọng có chút nôn nóng. Tần Hoàn và Tần Sương lần lượt bước vào, vừa vào đến nơi, cả hai đều bất ngờ vì trong phòng có rất nhiều người. Ở cửa nhà có bốn mỹ nhân thị tỳ, có lẽ là những người bên cạnh bàng nghi văn. Trong phòng, bàng hữu đức và tần diễm cũng có mặt, điều này thì không có gì lạ. Tuy nhiên, bàng gia ngôn cũng ở đây, hắn vẫn ôm chiếc xe ngựa nhỏ yêu thích không rời. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Cô ấy khoảng trên dưới 30 tuổi, thân hình thanh thoát, mặt mày như tranh vẽ, mặc một bộ áo váy quý giá, giống như ánh trăng sáng chiếu xuống tuyết. Tuy nhiên, Tần Hoàn nhìn mà cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Dù đã đoán được thân phận của người phụ nữ này, nhưng nét mặt của cô ta lại có phần dè dặt. "Tam ca, bàng lão gia." Tần Diễm vội vàng nói, "Đây là bàng phu nhân." Bàng phu nhân vẫn luôn cúi đầu, nghe vậy liền nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Tần Hoàn một cái, rồi gật đầu với cả hai người và lại cúi mắt xuống. Tần Hoàn lại lên tiếng, "Phu nhân, Điều này khiến Tần Hoàn cảm thấy kỳ lạ. Bàng Phụ Lương có thân phận và địa vị rất cao, đã trên 40 tuổi, trong khi hai con trai của ông đều đã đến tuổi trưởng thành, nhưng bàng Phu Nhân này lại chỉ trên dưới 30. Tuổi tác không phải vấn đề chính, nhưng dường như bàng Phu Nhân có phần nhút nhát. Là Phu Nhân của bàng Phụ Lương, người được coi là bàng công, ở Dự Châu, mặc dù xuất thân không cao, ít nhất cũng nên có chút khí thế của một chủ mẫu cửu muội muội ngươi mau xem đại thiếu ra đi tần hoàn gật đầu lúc này mới tiến về phía bàng nghi văn đang nằm trên giường gần đó khi vừa đến trước mặt bàng nghi văn tần hoàn nhíu mày nàng đã gặp bàng nghi văn ban ngày và đã xem thương tích của hắn khi đó chỉ là những vết thương nhẹ nhưng giờ đây gương mặt hắn lại sưng lên khóe môi và mắt không có dấu hiệu phục hồi hơn nữa trên mặt còn có vài vết chảy xước như thể hắn tự tay làm tổn thương mình sao lại thành ra thế này? Buổi chiều không phải đã mời đại phu sao? Bàng nghi văn nằm đó, mắt hơi híp lại, hơi thở có phần hỗn loạn. Hắn rõ ràng nhìn quanh nhưng dường như không thấy tần hoàn, nàng nhíu mày, tiến lại gần để bắt mạch cho hắn. Vừa nghe thấy vậy, bàng hữu đức lập tức nói, đại phu đã đến, thuốc cũng đã kê, đại thiếu gia cũng đã uống. Nói xong, bàng hữu đức nhìn về phía mấy cô nương đứng xa xa, các cô ai là người nói chuyện này? Giọng nói lạc đi, một trong bốn cô nương xinh đẹp tiến lên nói, hồi bẩm cô nương, chủ tử đã uống thuốc, nhưng vết thương của hắn vẫn luôn đau, tối nay lại có chốt không rõ ràng, chúng tôi gọi mà hắn cũng không có phản ứng. Tần Hoàn nhíu mày, lúc này Bàng Nghi Văn đang trong tình trạng bất thường khiến nàng quên đi sự chán ghét dành cho hắn. Nhận thấy mạch đập của Bàng Nghi Văn rất kỳ lạ, nàng quay đầu nhìn Bàng Hữu Đức làm ơn, bảng quản gia hãy đưa phương thuốc của đại phu cho tôi xem. bảng hữu đức vội vàng quay người đi sang một bên, rất nhanh, hắn mang theo một tờ phương thuốc quay lại. tần hoàn nhận lấy phương thuốc, nhìn kỹ một lúc rồi nhíu mày, phương thuốc này là đúng. bảng hữu đức nhìn tần hoàn, còn bảng phụ lương và tần diễm cũng nhìn nàng, ngay lập tức không biết nàng có ý nghĩa gì. tần diễm cảm thấy có chút lo lắng. Bàng Phụ Lương đã đối xử thân thiện với họ, tự nhiên hắn cũng muốn đáp lại, nhưng giờ đây lại thấy Tần Hoàn không phát hiện ra vấn đề gì, khiến hắn có phần không vui. Cửu cô nương có ý gì? Bàng Phụ Lương cuối cùng lên tiếng hỏi. Tần Hoàn nhìn Bàng Phụ Lương, mạch đập của đại thiếu gia có vấn đề, dường như là đã uống nhầm thuốc, nhưng phương thuốc lại là đúng. Bàng Phụ Lương nhíu mày, còn Tần Hoàn nhanh chóng quét ánh mắt về phía những thị tỳ ở gần đó. Khi nàng nói xong, các thị tỳ dường như có chút lo lắng và nhìn nhau. Tần Hoàn khẽ hỏi, "Đại công tử ngoài việc uống thuốc, còn ăn gì khác không?" Khuôn mặt của vài thị tỳ có chút biến sắc, Bàng Phụ Lương cũng nhận ra điều không ổn, nhíu mày nhìn lại. Các thị tỳ lập tức quỳ xuống, một trong số họ nói, "Chủ tử đã đã ăn vài viên Thiên Kim Trầm Mộng Hoàn." Thiên Kim Trầm Mộng Hoàn? Bàng Phụ Lương nghi hoặc hỏi, Tần Hoàn cũng nhíu mày, đó là gì vậy? Một thị tì khác giải thích, đó là một loại tiên dược. Chủ tử đã bỏ ra một số tiền lớn để mua. Nếu ăn thì sẽ nhẹ nhàng như tiên. Buổi chiều sau khi uống thuốc vẫn không thấy hiệu quả gì. Chủ tử cảm thấy đau nhức khắp người, nên đã ăn một viên, nhưng không biết có phải vì bị thương không và viên thuốc này dường như không có tác dụng gì. Sau đó chủ tử đã ăn thêm hai viên. Sau khi ăn xong chủ tử cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng... Nhưng người lại có chút kỳ lạ. Có gì kỳ lạ, trên mặt hắn có nhiều thương tích như vậy là do hắn tự làm. Giọng tần hoàn lạnh lùng, lời nói khiến bàng phụ lương và những người khác đều cảm thấy bất ngờ. Họ nhìn về phía bàng nghi văn nhưng không thấy có nhiều thương tích trên mặt hắn. Chủ tử buổi chiều, có chút phát cuồng, thị tỳ đứng đầu nói nhỏ, trên mặt cũng hiện rõ sự sợ hãi. Bàng hữu đức nhíu mày, tại sao các ngươi không nói sớm hơn? Bốn người vừa nghe câu này, vội vàng quỳ xuống đất, vẫn là thị Tỳ đó nói, chủ tử. Không cho chúng tôi nói về chuyện thiên kim trầm mộng hoàn. Bảng phụ lương sắc mặt xa sầm, liếc nhìn bảng nghi văn trên giường, vẻ mặt giận dữ không thể che giấu. Tần hoàn nhíu mày, nếu thuốc khiến người phát cuồng, thì những thị Tỳ này lại nhắc đến tiên dược, chẳng phải giống như tình trạng mà Tần An đã bị trúng độc hay sao? nhưng những thị tỳ này rõ ràng nói rằng thuốc là do bảng nghi văn tự mình tìm kiếm chứ không phải là bị đầu độc suy nghĩ đến đây tần hoàn không khỏi cười lạnh một tiếng bảng nghi văn còn trẻ tuổi mà lại có ý tưởng đắc đạo thăng tiên không biết bảng phụ lương sẽ nghĩ gì về điều này bảng phụ lương sắc mặt chuyển đổi giữa trắng và xanh khi nghe đến hai chữ tiên dược hắn lập tức hiểu rõ bảng nghi văn đã tiêu tốn một số tiền lớn để mua thứ đó hắn khổ sở cười với tần diễm làm phiền ngài cười chê nghi văn đã giúp tôi trong việc kinh doanh trong nhiều năm quen biết không ít người trong số họ có cả những nhà giàu không làm việc đàng hoàng nhưng những người tự xưng đạo sĩ bên ngoài lại là những kẻ tôi không quản lý tốt tần diễm cũng cảm thấy có phần ngại ngùng hắn không ngờ rằng bằng nghi văn lại có sở thích này trong đại chu có rất nhiều người theo đảo có người thật tâm tu luyện cũng có người không làm việc đàng hoàng mà lại mơ tưởng đến chuyện phi thăng theo lời bàng phụ lương nhiều kẻ tự xưng đạo sĩ lại bày trò luyện đan chế ra những loại trường sinh bất lão hoàn tam thanh thần thông hoàn những thứ thuốc này có thể khiến người ta có ảo giác về việc thành tiên một số thuốc còn có thể khiến người ta bề ngoài dạng dỡ nhưng bên trong lại hủy hoại sức khỏe tóm lại gia đình nghiêm túc sẽ không bao giờ để con cái mình dính vào những thứ này đại công tử của bàng gia lại quản lý một gia sản lớn như vậy, không tránh khỏi việc kết giao với những người không đáng tin. Tần Diễm nói với giọng bình thường, không hề có chút an ủi hay ngạc nhiên nào. Còn Tần Hoàn thì hỏi, còn thuốc viên đó nữa không? Tần Hoàn muốn xem thử rốt cuộc đó là loại tiên đan, gì, để xem có thể dùng để giải độc hay không. Thương tích của bàng nghi văn bây giờ không phải vấn đề chính, bởi vì Tần Hoàn không giống như khi thăm Tần An nàng rõ ràng biết đây là độc dược gì. Tần Hoàn chỉ cảm thấy có thể là loại dược phẩm mà nàng chưa từng gặp. Một thị tỷ đáp, thưa cô nương, không còn nữa, tất cả đã được đại thiếu gia ăn hết. Tần Hoàn nhíu mày, trong khi bàng phụ lương hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn bàng phu nhân mà hỏi, nghi văn lại có sở thích này, vậy ngươi, là mẹ, đã quản lý như thế nào? Giọng hắn không lớn, cũng không có vẻ gì là phẫn nộ, nhưng bảng phu nhân vừa nghe vậy đã tái mét cúi đầu không nói một lời bảng gia ngôn tiến lên một bước giọng nói dịu dàng phụ thân đại ca muốn làm gì chỉ có ngài mới có thể quản được bảng phụ lương nhíu mày dường như không ngờ rằng bảng gia ngôn lại có thể nói như vậy hắn nhìn bảng gia ngôn một cái rồi không so đo với sự chống đối của hắn nhưng bảng gia ngôn thấy bảng phụ lương như vậy lại càng sợ hãi nắm lấy tay bảng phu nhân không có thuốc viên đó, cửu cô nương có thể chữa cho hắn không? Bàng phụ lương nhìn Tần Hoàn, hỏi với giọng lạnh lùng. Tần Hoàn gật đầu, thật ra có một phương thuốc giải độc, nhưng hiệu quả hơi chậm một chút. Không sao, để hắn chịu khổ vài ngày cũng được. Tần Hoàn nghe vậy liền bắt đầu viết phương thuốc, rất nhanh, nàng đưa cho bàng hữu đức một tờ phương thuốc. Một ngày ba lần, dùng nước lạnh để nấu thuốc. Tần Hoàn dặn dò, bàng hữu đức gật đầu liên tục. Tần Hoàn lại nhìn về phía mấy thị tỳ, tốt nhất hãy trói tay chân hắn lại, khi nào hắn uống thuốc xong thì mới tháo ra, vì không biết hắn sẽ phát cuồng vào lúc nào. Mấy thị tỳ vội vàng gật đầu, lúc này Tần Hoàn mới nhìn về phía bảng phụ lương, khi uống thuốc này xuống, ngày mai có thể thấy tiến triển tốt, nhưng để hoàn toàn giải độc, ít nhất phải uống đủ 10 ngày. Bảng nghi văn nhìn cũng không có vẻ tiêu tụy, ăn viên thuốc này thì không bao lâu, uống đủ 10 ngày là đủ bàng phụ lương gật đầu thật cảm ơn cửu cô nương trời đã chiều rồi cửu cô nương hãy trở về nghỉ ngơi đi tần hoàn gật đầu nhìn về phía tần diễm tần diễm cười nói các ngươi hãy về trước nghỉ ngơi ta còn có chuyện cần nói với bàng công tần hoàn và tần sương nhìn nhau một cái cùng nhau rời khỏi vừa bước ra cửa đã nghe bàng phụ lương ra lệnh cho bàng hữu đức điều tra xem ai đã đưa thiên kim trầm mộng hoàn cho bàng nghi văn Tần Sương và những người khác nhanh chóng bước ra sân, khi đã nhận được đường về thì không gọi người đưa. Đi một đoạn xa, Tần Sương mới thì thầm, bàng gia ở Dự Châu cũng là một gia đình giàu có, là phú hộ số một phía Tây, sao bàng nghi văn lại có thể tin những lời như vậy, thật là mất mặt. Tần Hoàn cũng hơi ngạc nhiên, có thể tưởng tượng được rằng ánh mắt của bàng nghi văn đang nhìn mình, nàng ta có thể nghĩ thông suốt. Bàng nghi văn có chút tâm tư không trong sáng những thủ đoạn quái dị đó có thể có sức hấp dẫn đối với hắn nếu không phải hắn bị đánh chắc chắn việc này sẽ còn bị giấu kín có lẽ cũng nhờ vào tai họa này mà nhận được phúc tần hoàn nhẹ giọng nói những viên tiên đan mặc dù hiện tại không có độc tính rõ ràng nhưng nếu kéo dài lâu ngày ngay cả người trẻ tuổi sinh lực dồi dào cũng có thể lâm vào tình trạng kiệt quệ mà giờ đây việc bị phát hiện lại là một điều tốt cho bằng nghi văn dù bàng nghi văn đã nhiều ngày ốm yếu trên giường và không có ai quấy rầy họ, Tần Hoàn vẫn lạnh lùng, trong lòng nghĩ ra nhiều cách để làm cho bàng nghi văn càng nặng bệnh hơn. Người có thấy bàng nghi văn trông có vẻ kỳ lạ không? Tần Sương bỗng nhiên nói, đặc biệt là khi nhìn ngươi, ánh mắt hắn nhìn thật sự không tốt. Tần Sương vẫn còn tức giận, cuối cùng hắn cũng chỉ là một thương nhân, thật không có giáo dục. Tần Hoàn thở dài, Lời này tuy có phần không công bằng, nhưng đặt trong trường hợp của bảng nghi văn lại là đúng. Hai tỷ muội vừa thì thầm bàn về bảng nghi văn vừa trở về. Bảng gia cuối cùng cũng là một trong những đại phú hộ phía Tây, dọc đường vào phủ, từng mọn đèn đều được thắp sáng, kể cả những khu vườn hoa và núi đá bên cạnh cũng đều có đèn sáng, như thể dầu thắp không tốn tiền vậy. Tần Sương nhìn vài lần, trong lòng có chút ghen tỉ, chủ đề câu chuyện lại truyền sang lịch sử làm giàu của bàng gia lịch sử bàng gia từ khi khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng đã sớm được truyền tụng tần sương tự nhiên cũng biết trong khi hai người đang nói chuyện bỗng nhiên một tiếng phanh vang lên tần sương cúi mắt nhìn thấy một viên đá nhỏ bị ném về phía chân họ hai người vừa đến một ngã rẽ viên đá nhỏ đến thật bất ngờ nhưng người ném đá thì rõ ràng là có ý đồ tần sương bước chân dừng lại là ai khi nhìn lên nơi có đèn sáng nhưng tần hoàn và nàng lại ở ngã rẽ đi vào một con đường nhỏ con đường nhỏ đó dẫn vào một mảnh núi đá lùn trúc nơi viên đá đã bay tới tần sương và tần hoàn nhìn nhau liệu có ai đang núp sau cây trúc ném đá để chiêu chọc họ không ai ở đó tần hoàn cũng hỏi lớn giọng nói vang lên nhưng không có ai trả lời rồi lại có một viên đá khác bay tới phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn